Tử vi tuổi Canh Tý 1960, tháng 3 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống của con người. Việc khám phá, đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy việc luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi được vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi của từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình của những gia chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960 trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao? Hãy cùng theo dõi video ngay sau đây của chúng tôi và nhận lời khuyên từ những chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3, từ ngày 12 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5 dương lịch. Tháng Nhâm Thìn có nạp âm là Truyền Lưu Thủy, ngày Thìn lục hợp dậu, tam hợp tý và thân thành thủy cục. Xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu, tuyệt Tuất. Đối với những người tuổi Canh Tý trong tháng 3 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 3, từ ngày 16 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 17 tháng 3, từ ngày 28 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 3, từ ngày mùng 10 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình, sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý trong tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 12 tháng 3, từ ngày 23 tháng 4 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thiệu Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 24 tháng 3, từ ngày mùng 5 tháng 5 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tang Trá Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù lòng tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 3 âm lịch. Người sinh vào năm Canh Tý 1960 có ngũ hành bản mệnh là Bích Thiệu Thổ. Thiên định, người tuổi Canh Tý có bản tính hiền lành, chất phác, được mọi người yêu mến, quý trọng.
Tuổi Canh Tý là người thông minh, thành thạo nhiều thứ, trí thú. Họ biết quan tâm đến người khác. Khi trẻ của cải chưa có, về sau giàu sang, cha mẹ anh em cũng được phần nhờ. Họ làm gì cũng tính toán cẩn trọng trước khi quyết định. Bởi vậy nên họ luôn chọn cách tốt nhất và khi gặp tình huống nguy hiểm, họ đều có lối thoát tối ưu. Họ là người ít biểu lộ tình cảm ra mặt, một khi đã ưu ái ai thì là người được họ đánh giá cao. Đặc điểm của cả nam và nữ tuổi này là đều rất tiết kiệm. Họ có của nhưng không sử dụng bừa bãi. Nhưng dương thủy gặp tí dương thủy là tỷ kiên, nghĩa là tỷ hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Tý cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân ở xung quanh mình. Bản mệnh cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ trong công việc mà mình đang tiến hành. Ngoài ra bản mệnh cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Tử vi tháng 3 âm lịch năm Tân Sửu cho rằng vận trình của người tuổi Canh Tý thật sự tốt trên mọi phương diện. Về sự nghiệp, hầu như các bạn đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm. Cho nên điều may mắn trong sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không còn vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc bản mệnh cần làm là quan tâm đến sức khỏe và dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Bước sang tháng 3 âm lịch, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp, tài lộc trong tháng 3 âm lịch, thì những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là pháp khí hiệu quả nhất hiện nay, có tác dụng kích con đường công danh, tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chắc thời cơ, nắm cơ hội thành công. Đồng thời, đây cũng là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chất lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Sự nghiệp của tuổi Canh Tý. Bước sang tháng 3 âm lịch, đây là tháng mà mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho các gia chủ Canh Tý. Những người đi làm vẫn sẽ gặp được may mắn trong công việc. Tuy nhiên, cũng cần phải cân nhắc và nhắc nhở, ở độ tuổi này, quan trọng hơn tất cả là sức khỏe. Hãy gác công việc sang một bên để nghỉ ngơi, thư giãn. Tháng này hoàn toàn thích hợp để bạn đầu tư vào một lĩnh vực, nhưng bạn không được mạo hiểm. Bạn cần phải có kế hoạch hợp lý, học hỏi trước và không đầu tư mù quáng, liều lĩnh. Ắt hẳn bạn sẽ thành công và gặp may mắn về tài lộc. Tuy nhiên, bạn cần chú ý, tháng này có một người luôn đố kỵ với bạn sẽ gây ra rắc rối trong công việc. Mặc dù không phải để lại hậu quả quá lớn, nhưng cũng gây tổn hại cho hình ảnh của bạn. Cho nên bạn cần cẩn trọng trong lời ăn, tiếng nói và thái độ nơi làm việc. Để may mắn và thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về tài lộc, tử vi cho thấy tài lộc là điểm sáng trong vận trình của người tuổi Canh Tý trong tháng 3. Tài lộc chủ yếu nằm ở thu nhập từ công việc. Bạn là người tài giỏi, nhiệt huyết, tận tâm nên sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng. Tháng này, may mắn trong tài lộc có liên quan mật thiết đến sự nghiệp. Nếu bạn đầu tư thành công, sự nghiệp của bạn sẽ được phát triển rất nhiều. Cùng với đó là các khoản thu lớn, bạn sẽ có một khoản tích lũy vào dịp cuối năm. Những người làm công ăn lương, tháng này thu nhập khá ổn định. Tuy nhiên chi nhiều hơn thu dẫn đến hao hụt tài chính, bạn cần có kế hoạch chi tiêu cụ thể, không lãng phí, tiêu pha quá đà dẫn đến túng thiếu. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Canh Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, thân, tí, thìn. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Canh Tý tháng này không thật sự khởi sắc. Bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Cho nên hãy thư giãn để bọn trẻ có cuộc sống của riêng mình, hãy sống vui, sống khỏe. Là người cha, người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo.
Bạn đã sống quá nửa cuộc đời nên biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho con cái và cho chính bản thân mình. Bên cạnh đó, ở tuổi này, tình yêu và mối quan hệ có thể bằng phẳng vì niềm đam mê và sự ngọt ngào ban đầu của tình yêu đã biến mất. Để lại những chuyện vặt vãnh hàng ngày, chìa khóa để cải thiện mối quan hệ này là quản lý nó. Người bạn đời bên cạnh bạn giờ đây đã trở thành người tâm sao, cùng nhau chia sẻ những khó khăn, nuôi dạy con cái. Các bạn đã ở bên nhau nửa đời người, đều hiểu được cái gì cần thiết với gia đình mình. Bên cạnh đó, cũng cần lắng nghe tâm tư của người đó để mối quan hệ được tốt hơn, đừng áp đặt quan điểm cá nhân để bắt họ phải theo mình. Để tăng cường vận khí, giúp con đường tình duyên của mình được hanh thông, rộng mở, quý gia chủ nhớ mang bên mình vòng tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn. Vòng sẽ chiêu mời quý nhân giúp hóa giải mâu thuẫn, tăng cường mối quan hệ vợ chồng và cải vận tình duyên cho người độc thân. Về sức khỏe, trong tháng 3 âm lịch, sức khỏe của người tuổi Canh Tý khá tốt. Tuy nhiên bạn lo lắng quá nhiều, thiếu ngủ, tinh thần không tốt. Bạn cần có sự sắp xếp lại, cân bằng lại công việc và cuộc sống, thay đổi bản thân để có thể tiếp tục các bước hoàn thành mục tiêu. Ngoài ra, bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Để tăng cường sức khỏe, trí não được tinh thông và minh mẫn, những gia chủ Canh Tý nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Khi mang vật phẩm theo bên mình sẽ giúp bản mệnh có được sức khỏe mạnh và ổn định tinh thần, lạc quan vui vẻ. Trên đây là phần luận đoán tử vi của những người Canh Tý 1960 trong tháng 3 âm lịch. Cảm ơn quý anh chị thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Sa Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện để đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ Canh Tý trong tháng 3 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc anh chị luôn thành công và thuận lợi cho cuộc sống.